Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh bóng chuyền miền Tây. Trước mắt các bạn là trận đấu diễn ra giữa hai đội Team Anh Chính và Team Mbappé. Đây kìa không? Team ở đây gồm có idol Wallis và idol lâu năm Lão Lạc Sơn Ngọc Rạng. Bên kia có idol Thị Du và Tú Mở, và bên cạnh đó còn có Trọng Nghĩa. Bên đây tận truyền hai nha mọi người. Ok, vô hàng anh em ơi. Điểm 1-0. Ngọc gạt. Bóng ngoài. Trương. Đụng ta chút xíu lưới gì không biết nữa hả? Kỳ quá. Mè ra chút xíu. Lưới nha các bạn. Nhưng mà giữ lưới à? Dẫn lưới, dẫn lưới. Nói chung đó là lưới nha. Bóng ngoài luôn nữa. Tôi mở pha bóng. Biên hai. Bolit. Chắn bóng tốt của Trọng Nghĩa. Bolit cao, Nghĩa vẫn cao nha các bạn. Quán Trọng Nghĩa. Quán Trọng Nghĩa. Nickname Nghĩa cao. Đúng. Vẫn là Bolit. Ai đỡ? Đập bóng tốt của Bolit. Trên trắng này. Bolit quá cao. 2m cao 1m97 nha nè. 1m9 mấy? 7m98. Thiện Du. Thiện Du. Ai đồn Cao Lãnh? Cao Lãnh nãy đi chung xe xuống nha em. Ai đồn Cao Lãnh? Chứ không phải idol nha mọi người. Thiện Du là phải là idol chứ không phải idol. Du có coi phim clip này là em xác nhận giùm cái nha Du. Ngọc Rạng. Đập bóng tốt của Ngọc Rạng. Đủ ba bát luôn. Đúng rồi. Đủ ba bát luôn rồi. Mình giống mình đi già quá. Một pha trắng bóng vừa đủ ba bát nữa các bạn. Số 10 Julius. Phát bóng tốt của Nhật Trường. Julius Tài Vinh nè. Ai Julius hả? Julius Tài Vinh. Đâu phải Tài Vinh. Phan Rang ngoài. Phan Rang ở ngoài á, Phan Rang Bình Thuận á. Người miền Trung đội tuyển luôn nè. Không. Câu lạc bộ. Đập bóng tốt. Không có áo tặng tú không gì. Áo của nó thằng kia nó ấy rồi. Áo mặc đỡ áo tú MC. Chủ nhà. Chủ nhà. Đây là Team Anh Chính. Ngoài đó mà ngoài chân trắng có ngoài. Một pha đập bóng của Bolit quá tuyệt vời các bạn ơi. Hẳn chi. Ở đó ngoài khả năng thôi chứ có ngoài nào nữa. Ối cường. Đập. Quá tốt. Một pha đập bóng xuyên trắng các bạn ơi. Tiếp tục Ulit. Đập bóng giỏi tay trắng ra ngoài. Hiện tại là cảm giác như chuyền hai đang chuyền thiếu tầm của clip đánh này. Cao khoảng cái chuyền 2m trên bóng con. Hay quá. Ai đây? Vẫn là Ulit. Lưới rồi. Lưới quá trời rồi. Lưới vô hả? Lưới vô hả? Lưới ai đồn? Đó này mở bán lên. Qua Phụng Minh. Bóng còn. Quá hay rồi Vinh ơi. Đó không phải trường các bạn ơi. Đập bóng tốt của Lít. Pha cứu bóng vừa rồi là của trường. Quá hay. Phát đi nghiệt rồi cho anh. Đúng
bóng còn quá đơn giản các bạn ơi. Vinh, Vinh đập bóng tốc. Tám bảy, điểm 87 bóng. Bóng ngoài, rất tiếc. Bóng ngoài. Bóng chạm tay. Ồ không phải, xin hơi ý. Cái ký hiệu lộn. Trở lại trận đấu nha anh em. Phần bay. Quá tốt, một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Nhật Trường. Điểm mấy anh? Không tám. 18. Hơi ngoài nha. Dỡ ra. Bóng lớn rồi. Trời ơi quá tiếc rồi các bạn ơi. Thiện Du đập bóng tốt của Thiện Du. Đúng rồi, bóng lít đúng ngon ha. Đúng. Giữ tầm gõ cho một cái thì ối cơm. Phải đó, cái pha đó là lít hơi nhường lại nữa. Nếu mình lít ra tay nữa thì trúng tay. Trường quá hay, bỏ bóng tốt nha. 18. Cắt núi. Nó không có bảy. Mưa xong cũng được. Nó không có bảy. Lọt trắng rồi các bạn ơi. Mưa nó không có bảy. Dạ. Mưa càng dễ bên. Cát này này dễ. Nó đâu có bị lúng, không có mất cát. Cát này không có mất cát. Đi đâu. Bộ lít. Ôi các bạn vậy? Ơi cái gì vậy? Idol của lít của các bạn ơi, các bạn ơi. Chính ơi. Idol của các bạn các bạn ơi. Mình về giá đó là chính phê lắm mà. Trong công chuyện nghèo cao nó ăn. Thiện Du đập bóng tốt. Thiện Du chưa dũng được các bạn ơi, khi nào Thiện Du dũng được chúng ta sẽ đến. Dỗ đỏ ngực nha. Thiện Du dỗ ngực mới lên. Tiệt. Phong cách của Thiện Du là dỗ ngực. Khi nào em ấy dỗ ngực thì em ấy mới lên. Còn chưa dỗ ngực là chưa lên nha. Vẫn là Bullet. Một pha bóng ăn tay quá khéo của Bullet. Quá hay em ơi. Thiện Du bình thường là thấy cũng bật dữ lắm. Mà giờ đây thấy chút xíu rồi. Góc mặt. Thiện Du rất tiếc chẳng bóng ngoài. Ngoài một xíu à. Ngoài trong gan tắc. Tôi mở phát bóng. Vô đi. Ai đây? Góc đáng. Bóng còn. Ngoài rồi. Lại là ái hộ cao lạnh. Quá hay các bạn ơi. Quá hay cho Ngọc Cạn ơi. Vô được sức 12-14. Vô thì có sức. Nó dụng là dụng sức nhiều. Còn Kha nữa khéo. Khéo lắm. Đây map ra ngồi ra các bạn. Ngọc Đán. Rồi anh Gạn đưa anh em vào bờ. Kết thúc set 1. Đem anh Chính tạm nhận trước 1-0. Đấu thứ 2 này. Vâng, chào mừng có lại set 2. Tem anh Chính. Tem của Thiên Du. Du là bóng tốt. Lít ra. Lít cũng chặn ra.
Hết ra số em ơi. Bóng còn. Vinh bộ bóng tốt. Quá đẹp. Phải đó. Bóng không sang lưới các bạn ơi. Cao lên chút nha thôi. 3-0. 3-0. Cho tem anh chính. Ôi, 7 rồi. Thần có cái giò. Vô lịch bên trận đi ngồi vô chồng. Rồi, trả lời lại. Bảo bóng bay. Rồi, giao lưu đó các bạn. Cái đó gọi là hai đội giao lưu các bạn. Bảo bóng bay. Bảo bóng bay hả? Một pha bảo bóng bay. Hôm nay mới nghe khái niệm mới. Ừ. Mới bữa nay cũng mới nghe đập bóng tốt của tôi mở. Mà bên này được mai đúng không? Bên này được mai. Một pha cứu bảo bóng bay của Nhật. Nhật cười. Nhật happy. Một pha cứu bảo bóng bay của Nhật quá hay. Bảo thôi đừng có bóng bay nữa nha. Đang canh gió. Đang canh gió đó bay. Mấy ai? Ui đâu đạp đâu. Diêm rồi diêm. Cát lùi không ạ? Không có đạp. Bỏ bỏ đi bỏ đi. Thông cảm cho Tân Tài. Một pha đập bóng rất là lạnh lùng của Thiện Du. Thôi qua rồi em ơi, nghỉ cãi đi. Bỏ đi bỏ đi. Vậy trái này cho đạp lên quầy á. Trái này đạp lại đi, đạp lại đi. Trái này đạp đi quầy. Trái này chắc bỏ bóng bay nữa rồi. Trọng tài là chính. Chắn bóng tốt. Sao nào? Phát bóng tốt. Một pha nhường bóng. Người phát bóng lực của người. Bảo muốn mình xếp 3 hay gì sao vậy? Chắc vậy. Tôi xoay bóng lái. Quá thích đến mặt mình đi. Giờ khán giả không ai vô tạo là chim cho khán giả ta không coi hả? Nghĩa yeah. Quá khéo vậy. Thôi sao vậy? Con nói gì? Sao ngồi vậy? Điểm em Mbappé 96. Bên kia ăn chẳng cái này, bên kia vô rồi. Tài này thua 2-0 á. Để bên dần. Cái bàn lần thay đen ngọc trời luôn. Thôi sao bánh mà giỡn vậy ta? Thôi thay mình nghĩ lại này. Đấy, trận nào hay mình lại. Quay thọt tục kho YouTube. Cái máy quạt sao hồi nãy máy nó nóng tự văng rồi mọi người hay quá. Mất 1-2 điểm quá, các bạn thông cảm nha. Nãy quên mở sò
đi đâu vậy? Hai đội giống nước mía nè. Hai đội này bánh bốn chai xì tin nha mọi người. Chưa thổi dấu phát rồi. Các bạn xem thông cảm đụng cái nha. Mới vô kèo bốn chai xì tin. Mới vô kèo bốn chai xì tin. Bún khác liền. Cộng thêm bốn cái tẩy ở ngoài nữa là tám cái tẩy. Hay quá. Hết đều rồi. Kết thúc xích hai hai đội qua nhau một đều. Lớn quay xích một, lớn quay xích hai, xích ba. Xếp ba nha mọi người. Chắc sếp ba này không bình luận, không nói chuyện luôn quá. Cho tự đánh đó. Ồ, một thùng bia. Một bánh kẹo thùng bia, hèn chi. Không phải bốn chai xì tin kẹo này, một thùng bia không rồi. Đó nói chuyện mở miệng chửi thề. Coi coi máy chứ mà. Tin đồ qua anh kia. Qua mấy bên kia quay ngược lại hay vậy?
thôi, uống nhiều thôi. Quả nè.